Rồi, xin chào tất cả các anh em học viên. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn anh em thêm một cái ban nữa trên dòng xe Accenter 150 đi xa. Cái đèn báo nhiệt nó đỏ lên và quạt nó không quay. Thì đầu tiên thì các bạn bật chìa khóa lên này. Đó. Thì cái khi chạy máy nóng nhá, các bạn lưu ý chỗ này thôi này. Khi chạy máy nóng mà cái đèn này sáng lên thì quạt nó phải quay. Nhưng bây giờ quạt nó không quay thì có nghĩa rằng là cái hệ thống này là cái quạt giải nhiệt của các bạn đang có vấn đề. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái hệ thống quạt giải nhiệt như sau ha. Thì đối với F150 thì ở dưới đây, dưới gầm mặt nạ, trong gầm mặt nạ thì nó sẽ có con dơ le quạt giải nhiệt. Đó, gồm 4 chân ha. Thì trong đó sẽ có 4 chân như sau. Bao gồm dây nâu và dây trắng vàng và dây xanh biển và còn lại là dây đỏ. Thì cái dây đỏ và dây đỏ xanh này thì hai dây này nó là một nha, nó đều là dây dương trực tiếp từ bình lên nha, cho nên cái dây đỏ này là luôn luôn có điện, các bạn nhớ nhá. Hệ thống dơ le của thằng F150 này thì con dơ le quạt này nó lấy điện của bình ác quy luôn chứ nó không lấy điện sau ổ khóa nha. Và chính vì như thế thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sau. Bình thường thì dây đỏ này luôn luôn có điện, khi nào dơ le làm việc thì dây đỏ này sẽ lối điện đi qua dơ le thông sang dây xanh cấp điện tới cái dây xanh này của cái motor quạt quay. Đây là cái motor quạt quay nha. Rồi, còn lại dây nâu là điện sau ổ khóa 12V, tức là nguồn điện sau khóa, bật khóa mới có điện. Còn lại dây trắng sọc vàng này, là mát do IC điều khiển lên. Vậy thì khi nào con cảm biến nhiệt độ này này nó báo cho IC biết máy đủ nóng tới 100 độ thì con IC nó sẽ nối mát vào cái dây trắng vàng này để cho con dơ le đóng điện. Khi dây đóng điện thì sẽ lấy điện từ dây đỏ đưa sang dây xanh. Lúc này các bạn lấy cộng dây điện dí vào đây cho tôi thì quạt sẽ phải quay. Và lúc này chúng này dí cho em dây đỏ nối sang dây xanh. Đó, hai dây sọc bên này. Đó, thì các bạn sẽ thấy quạt sẽ phải quay. Rồi tắt đi em, rút ra. Đó, quạt sẽ quay. Thì như vậy có nghĩa là hệ thống cái quạt, đây là cách kiểm tra quạt đó, tức là quạt của bạn bình thường nha. Rồi, rút ra. Vậy thì các bạn muốn kiểm tra dơ le cũng vậy, cũng đơn giản lắm. Các bạn cắm rắc lên dơ le, cắm không? Cắm rắc lên dơ le đi em. Đẩy mạnh nha. Cắm rắc của dơ le. Bó mạnh. Rồi, đó, chúng ta cắm lên. Và các bạn lưu ý này, F-Center thì nó hay, F-150 này nó hay có bị lỗi một lỗi như thế này. Đó là các bạn tắt chìa khóa rồi quạt nó vẫn quay. Là bởi vì lúc này cái dây đỏ này nó đang bị dính sang dây xanh. Là bởi vì do bị con dơ le bị dính. Chúng ta hiểu giống như là cái con dơ le đè bị dính cốc đè. Là cái con dơ le quạt này nó y chang như vậy ha. Rồi, vậy thì đây là lúc nãy thì chúng ta kiểm tra trực tiếp cho quạt quay. Còn bây giờ chúng ta kiểm tra dơ le này cũng rất là đơn giản thôi ha. Đầu tiên các bạn kiểm tra bằng cách là rút con nhiệt độ ra này, rút con nhiệt độ ra, sau đó các bạn bấm đè. Thì khi các bạn bấm đè là cái quạt nó phải quay, là bởi vì là đó là con dơ le tốt. Còn nếu quạt không quay là hệ thống dơ le có vấn đề. Rồi, đó, bấm đè. Rồi, được rồi. Đó, các bạn thấy quạt quay không? Đó. Rồi được rồi. Rồi tắt máy đi. Đó, quạt quay. Đó, thì như vậy là đây cũng là cái cách để cho chúng ta kiểm tra con dơ le luôn á ha. Thì như vậy là hệ thống của giải nhiệt trên xe là nó đang bình thường. Rồi, còn đối với F150 thì nó còn một cái bệnh là dính dơ le đè thì dính dơ le quạt. Thì xin này, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách độ chân sang luôn. Đó là chúng ta cắt dây đỏ đưa sang dây nâu sau khóa để hạn chế được cái bệnh dính nha. Và đây là cái cách chúng ta chuyển dây đỏ sang dây nâu. Thì khi các bạn chuyển được như thế này rồi thì cũng đây cũng là một cái cách gọi là chống trộm nha. Tại vì dòng F150 thường xuyên là khi mà một số trộm là hay ăn cắp xe bằng cách là lấy cộng dây điện á, nối dây nâu và dây đỏ lại với nhau, cho nên là xe có thể nổ máy được. Đó, thì với cái tình trạng này các bạn độ như này cho khách hàng xong thì xe của khách hàng sẽ đỡ bị mất trộm nha. Bởi vì chúng ta bật chìa khóa thì dây đỏ mới có điện mà ha. Rồi, ok. Và kết thúc bài học, mọi người nhớ comment nha.